Bây giờ gọi lại cho đấy, cứ để tôi chăm sóc cho đi. Trong quanh tay kia quay cái 100 quất à? Quay 5.000 quay. 500 đồng tôi đưa cho cái đây là cái xanh đang trực chủ nhân là Vũ Phong. Cây này đâu phải mấy gần trăm năm đây. Cây này của nó bay rất đẹp. Đúng phải đơn giản. Cây này gần trăm năm. Một trăm là được là ăn được. Rồi. Cái này là các bác vừa hỏi giá. Trăm ăn được. Tôi hết nó. À bác vừa gọi điện hỏi giá cái này ạ. Không, có thật không? Không, trăm nó bán có cái kia đi mình sẽ gạo với trong họ luôn chục nào hay chục ấy. Đó là nó bán gì gì nữa. Cái này họ báo giá cho bác là bao nhiêu ạ? À 100 triệu ạ. À? Vâng. Một cây xanh, chất xanh này làm điền. Cây này quá già các bác nhỉ? Quá già, đẹp. Này. Này, này của nó cuộn lên đây, nó bay lấy, nó bồng thế. Anh em mình những người biết ăn thịt bò thì nào. Lá bay đi. Lá bay đẹp. Rồi, cái này đấy. Cây này là cây xanh năm điền, quá bồng tán mịn. Có một bác vừa hỏi giá cây này. Và tiếp bóng thẳng vào phía khung thành và quả thủ môn văng cạnh trưởng hành cũng được. Chủ nhân báo giá cái này là 100 triệu. Ngay phút đầu tiên là cầu thủ Việt Lực đã đẩy nhanh tấn thế trận tấn công. Trước các cầu thủ chỉ hơn. Đang ra rất là nhiều quả này. Phần quá già luôn này, cành cũng cân đối với thân. Chân vệ của nó này. Rồi là pha đánh đầu của số 2 Văn Thiệu. Những kia cái sẹo của nó liền hết rồi, da thì nhăn nheo này. Đây là chiều chính của nó này, chiều chính thì hơi ngược sáng một chút. 100 triệu cái này họ báo giá cũng là sát ra bán nhỉ. Cơ tài tình cảm đang yêu cầu cầu thủ Thủy Nông quay kỹ cái này một chút. Đúng khoảng cách. Đây, quay lại cái số điện thoại của chủ tác phẩm này. Ông 168 756 4013. Xanh dáng trực.
kê khế, chủ nhân là Vũ Hồng Sáng. Kê đang có quả này. Tiếp theo là một cây xanh. Đây là một cây long đã được sửa lại bông tán này. Bông tán cũng sửa lại rất là nét. Cái long này sửa cũng rất là đẹp. À, cây con voi này, chủ nhân là Nguyễn Công Lý. Cây xanh này cũng quái cây này. Đây là một tiểu cảnh, trên đó có trồng một cây nguyệt quế. Nguyệt quế giáng hoành.
đây là một cây tùng lá Hán. Cần thang này. Tùng La Hán. Cái dưới này đẹp này. Bông tán cái này làm cũng rất là đẹp. Cắt giật nhiều lần và nhìn thì kiểu dáng cũng rất là tự nhiên. Cây này là chủ nhân là Nguyễn Tuấn Phong. Cây này cũng độc đáo này. Đây là cây dâu da. Cây dâu da là một cây có quả ăn được. Quả của nó ăn cũng rất là ngon. Mai chú Thủy này. Đây cũng cây mai chú Thủy. Đây là một cây si.